Lần này ba không có cho con tự do thì con, thầy con bỏ đi luôn cho ba coi. Ê, nè 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 kia, quên. Nửa đêm, em làm gì qua nhà thầy vậy? Dạ, em đi bội. Hả? Thầy uống nước đi thầy. Ăn trái cây đi mà. Uống trước rồi ăn sau. Ăn trái cây, uống trước. Thầy, thầy chọn cô hay là chọn em? Thầy Oh wow, good morning thầy. Have a nice day. Chúc thầy một ngày may mắn hả? Gặp ông là tôi thấy xui xẻo rồi đó, chứ may mắn gì nữa. Vậy gặp tôi thầy có vui không? Thêm điều kiện gì nữa? Thầy nói đi. Tôi không cần điều kiện gì hết á. Tại vì tôi giúp ông không được. Thầy. Ý, trời ơi, con nhìn nó là dễ thương quá vậy. Đừng có nói là thầy có ý gì với em nha. Đúng. Đúng là thầy có ý với em đó. Dần sau, tính sau anh. Hả? Thầy thôi đi nha.